Hello, chào tất cả các bạn. Chào bạn. Chào các bạn nha. Thì hôm nay chú cháu mình tổ chức một cuộc thi câu cá các bạn ơi. Ở bên hông nhà Hào Hán này có cái đìa cá, thấy cá ục khá là nhiều. Thì mình tổ chức cho các em một trò chơi ngày hôm nay, đó là thử thách câu cá cho mấy đứa. Dạ. Là câu cá, nếu ai là người câu được 30 con cá đầu tiên trong 3 người sẽ được thưởng, đó là 1 triệu đồng. Yeah. Ok nha. Thì bây giờ ở đây mình đã chuẩn bị là gồm có trùng nữa các bạn, và ít ong cho các em này nha. Rồi bây giờ mỗi người lánh cho mình một cái thau, có cái cần câu sẵn rồi đó. Để thau này cho. Rồi. Rồi. Nhắm chiến thắng của Hòa Thượng. Chiến thắng chứ chú bạn. Rồi, cố gắng để lấy 1 triệu nha. Dạ. Còn Hào Hán. Phải chiến thắng chứ chú bạn. Còn Bạn Tính. Nắm chắc trong lòng bàn tay. Đó, cái này là Bạn Tính nha các bạn. Rồi, ok. Vô thôi. Các tuyển thủ đi nghe ào ào mà chưa có ai có mồi hết nha. Đây. Chú đưa mồi cho tuyển thủ nè. Lấy một trùng cho em. Rồi, ai lấy ong? Con. Con luôn. Rồi, Hòa Thượng cục cái tính chia cho Hòa Thượng với. Giờ ông mấy mày lấy cục nhỏ, tao lấy cục lớn nha. Nhiều à? Chắc rồi. Ok. Lấy cái thau đó mày đẩy ra giữa hồ á. Chìm luôn á. Rồi, để coi coi ai là người lên 30 con cá đầu tiên nha. Chắc có ai con nha. Mày lấy tao bự chứ có mấy con à. Đi chú. Tí chú chia cho anh em câu. Đây, Hòa Thượng nè, nhóc nè, trời ơi, đây. Còn cục còn lại đưa cho Bạn Tính nha các bạn. Còn Hào Hán thì chọn một trùng. Con nào cá bự lo mất cần câu là thua nè, chú có em. Nè, có con nhậu luôn nào. Chú em ơi. Là thua đó, mất cần câu là thua đó. Giờ như vậy nha, cái quy định trước luôn đi, hồi nãy giờ quên đó chứ Hòa Thượng nó mới nhớ. Bây giờ nếu ai đứt lưới câu là tạm dừng cuộc chiến nha. Kỳ chú em. Chơi lớn luôn, vậy đi. Tại mà... chú em tấm lưỡi cho mấy con à. Chú em phải cung cấp đâu có tấm lưỡi. Thôi chơi cùng bạn. Hay giờ là một cái lưỡi sơ cua đi. Một lưỡi thôi ha. Ừ. Ok, vậy là mỗi người được một lưỡi sơ cua các bạn ơi. Mình thì có lưỡi nhưng mà tại mình tính thử thách thôi. Rồi ok, mỗi người chỉ được một lưỡi sơ cua. Cứ câu đi, chừng nào đứt đi rồi bảo chú. Mỗi người chỉ lưỡi thôi nha, còn đứt hai lưỡi thua nha. Ok. Rồi 1 2 3 xuống cần. Bạn chưa một hồi, để xíu. Mình trễ ráng chiều, chú đếm rồi mà. Đó. Ba tuyển thủ đã xuống cần hết rồi nha các bạn. Ơ. Ôi, chạy con cá quá tiếc Hòa Thượng ơi. Kỹ lưỡi nha. Hòa Thượng bị chạy hết con đó các bạn, mình thấy con cá quộn luôn. Ô, nhưng mà còn dài mà. Ôi, trời ơi. Tính bò chạy con tiếp theo. Không sao, không sao, cứ từ từ. Tiếp theo. Vô Hòa Thượng canh ngay lỗ này hay quá ta. Hảo im luôn rồi. Hảo ngay bộ con chớt rồi ta. Hảo như kiểu cá đây quen, Hảo đó quá. Ủa sao đi xuống cây không hả? Hình như chú có cái cảm giác là cá ở đây nhìn nó quen Hào Hán đi vô rồi. Không quen Hào Hán luôn. Đúng rồi, kiểu như câu đến quen sao? Thấy mặt Hảo sợ chứ em. Hôm trước Hào Hán câu đây dính nhiều lắm các bạn, mà không biết hôm nay tổ chức cuộc thi như thế nào nha. Đó. Ê, hay quá mà ơi. Đó. Hòa Thượng chúng ta đã dính được con ôi rồi các bạn. Ồ, tính bò lại là được một em rồi. Được một con cá rô nha các bạn. Rồi, một con cá rô đầu tiên cho. Con của ta dính vô đây luôn. Rồi, con cá rô tiếp theo cũng cho Hòa Thượng là một con cá rô. Còn Hào Hán là một cái sợi cây. Đâu, mà tính đâu? Tính đi. Bỏ thau qua đây. Đó, mà tính được một con cá rô đầu tiên nha. 30 con nha. Tự mình đếm. Một con hết chứ. Đâu, bỏ vô thau. Chúc mừng Hòa Thượng với Tính nha. Một con cá rô các bạn ơi. Và xin chia buồn với Hào Hán, chưa chín em nào nha. Khó nhai quá. Mỗi đội tuyển của chúng ta còn 29 con nữa, còn riêng Hào Hán còn tới 30 con. Thấy mày là tao không ổn rồi đó Hào ơi. Cứ từ mày chúc tao tính. Hào ơi là Hào, tại viên quà nãy giờ được 2 con rồi mày chưa được con nào không? Mày cứ yên tâm đi, lát tao dính nè. Rồi Hòa Thượng làm thêm con nữa nè. Rồi không biết tao đi chết mẹ rồi, hết rồi, đau nữa. Hai em cho Hòa Thượng nha. Ủa rồi cái cống mồi đâu mấy đứa? Hả? Cái cống trùng đâu rồi? Cho Tính miếng trùng ở đây nè, Tính. Đây. Đây là mồi nè. Ôi nãy giờ đi kiếm mồi nữa. Mình sẽ tiếp tế cho các tuyển thủ nha. Ai cần gì thì mình cung cấp cái đó. Tuyển thủ này quá dở rồi. Đây. Giờ kiểm tra doanh số thì một con cho bạn Tính. Không con cho bạn Hảo. Và Hòa Thượng thì được hai em nha các bạn. Cho ta miếng nước thì chứ khổ quá. Cô rang chịu rồi. Đó. Lộn. Chợt. Được lắm.
Đó các bạn, để coi coi ba tuyển thủ chúng ta ai là người lên cá nhiều nhất trong ngày hôm nay nha. Cố Ngảo im luôn rồi. 30 con mà nhiều nhất và nhanh nhất chứ. Hình như Ngảo câu chỗ này cá thấy mặt Ngảo nó sợ rồi chú em ơi. Đúng rồi, chú nhìn thấy sợ không chị cá. Giật đó, hay quá. Con tiếp theo cho bạn Hòa nha. Còn 27 con nữa mình thắng nha các bạn. Thầy con nữa. Ba em cho bạn Hòa. Còn riêng Hảo Hán vẫn giữ nguyên tỷ số nha các bạn. Rồi, hay quá. Một em đầu tiên cho bạn Hảo. Tính. Dạ kìa. Thích ăn được chưa? Rồi. Đây. Lo cần ăn không mà không lo, lo chuyện người ta. Mày không biết thằng đó nó ăn cơm ở nhà mà đuổi gà hàng xóm không mày? Mày nói ai quà? Ở đây có ba thằng tao nói mày chứ ai. Tao thấy mày cũng đuổi gà hàng xóm thiệt cái tính. Con thấy nghe mấy em. Ồ, sao Hòa dính nó rồi kìa. Rồi xong rồi. Còn có 26 con nữa thôi à. Đã kết thúc cuộc thi rồi. Thầy làm đồng chia ba đi mày. À, ba thằng mình chia làm ba đi. Thôi, tao thắng tới nơi rồi, mày đừng giỡn mày ơi. Chia ba chia sao hả? Thì thằng 350. Sao chứ, 1 triệu chia ba mà 350 mày. Là còn thiếu 50 á. Xin thêm 50 nữa. Coi mày khôn quá đi. Mà bạn tính hiện giờ có 1 con ngâm tôm luôn nha các bạn. Đây. Tính ta cũng hay quá ha ta. Biết ghim cái cây đây để thao rồi đó. Cũng được á tính. Để mình đi mình ghim cho Hào Hán cái cây các bạn ơi. Để thao nó lật. Tên cần. Rồi. Rồi. Hoàng thượng một em cà phê tiếp theo. Dính heo luôn các bạn ơi. Con leo nào cũng giải em ta. Mấy con rồi Hòa? 5 con rồi chứ em ơi. Hay quá, vậy là Hòa thượng còn 25 con nữa nha. Để coi coi liệu Hòa thượng có chiến thắng được hai tuyển thủ Hào Hán và Bạn Tính hay không. Sao câu dữ mày. Không chừng bên đó nhiều cá hơn bên đây mày. Thôi câu dở đó, để câu dở đi mày, nhiều ít gì đây bê ơi. Mình tranh thủ đi, nó câu thắng đó. Con đó nha. Ê, 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 ê. Vậy là Hòa thượng tiếp theo là con thứ 2, 4, 6 con rồi. Quá nhanh luôn các bạn ơi. Hào Hán dịch hụt nữa rồi. Bạn Tính hiện giờ nãy giờ dính đầu tiên con mà cuối cùng vẫn còn nguyên con. Còn Hào Hán cũng còn con rồi các bạn ơi. Bây giờ tình hình tỷ số rõ ràng luôn. Còn riêng Hòa thượng được 3, 4, 5, 6, 8 con. Dính đầu với tỷ số hơn hai tuyển thủ chúng ta là 7 con cá nha. Ôi, hay quá rồi, chú Y rồi mà. Tao dính hoài mày. Tao bật hát rồi. Quà mày đâu dính dữ vậy? Nó phun sớm giờ mà nó nói mày không nghe hả? Phun gì? Phun HD. Sao khó ăn dữ người ta? Nó không ăn chứ khó ăn gì. Thôi đó, anh ăn giải cho mấy em ơi. Nhìn con nữa. Sao mày tự nhiên mày qua đây chi vậy? Trời ơi, tao đổi chỗ cho Ngảo câu dính cá mày ơi. Sao mày tốt chưa à? Trời, nó nhỏ nghe tính. Bên bển hết chín rồi nên tao nhường cho nó. Mày công nhận tốt thiệt á. Thấy tao chưa? Đụng mấy cái ổ cá ba rồi. Quay về 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 đi. Đuổi con Ngảo đi. Chỉ thiếu một con rồi đó. À, nhanh. Không phải tao. Thứ rồi nữa. Dạ. Không phải tao. Nãy 5 con lận. Tao ngồi đây sao tao lấy được của mày? 5 con lận trả đi. Trả con. Nãy giờ lên con một cá phi đâu trời. Ủa? Cái mới lụm gì xong. Nhớ 5 con mà. Cái mới. Sao 4 con à? Ê, trả tao con cá phi ơi. Chơi ăn trộm. Ừ, ai biết gì đâu. Bỏ vô mình được 5 con nha các bạn. Để cho con cá kia nó đỡ buồn. Dính cà phê nữa. Trình cao có khác anh em à. Nhường chỗ có chút xíu mà ghế to các bạn ơi. Qua chỗ cũ nha. Tết. Anh em mình xâm chiếm vô địa bàn đó. Tao nhả tao bay xíu. Ê tụi bay tấm lợi không? Mày câu không được rồi mày phá mấy tao hả mày?
Lại mày à, mày để cho tao câu. Nắng nóng quá, tắm có chút xíu lên. Dính nè, lôi lửa quà lên luôn. Tình chứ. Thôi mày đi lên luôn đi, tính ơi, bỏ nghe là vừa đó. Dính nè. Thục lất nha. Tao cá bự mà tại tao chưa nghĩ lên nói thôi đó. Chắc là do cái lưỡi này nó bị đen nên là mình kiếm mình thay lưỡi mới nha các bạn. Sao nó lấy lưỡi lâu vậy mày? Nó bay màu rồi mày ơi. Anh đâu quay trở lại rồi. Dính nữa nè. Ngon. Lưỡi mặt hả? Từ anh tóm lưỡi xong rồi anh xuống với mấy cưng. Mà từ từ. Một nồi ý trên đây luôn. Nãy tao nắm, tao giật, tao chữa công nhợ lại sức lưỡi câu là ngon rồi. Giờ con mắc lựa nữa. Đúng là tính bò thiệt mà. Dính nữa. Chín còn rồi các bạn. Thì một em nữa nha các bạn, giỡn nhẹ thôi cũng lên nữa. Bây giờ mới mặc áo lên nè, nãy giờ chỉ nhường thôi nhường. Thôi bớt cái to, tao sắp đuổi theo mày rồi nè. Nãy giờ tao với Hảo chờ mày tóm lưới câu mà trời nó mưa luôn rồi, Tính ơi. Con nữa nè các bạn. Trời muốn chuyển mưa luôn rồi. Tính tóm nhanh nhanh lên đi Tính. Thả thôi. Thả không đó. Có mấy con rồi ta. Anh em bình tĩnh, tôi đã quay trở lại rồi. Là thảm hại hơn xưa. Thôi anh em cứ nói vậy là mình buồn lắm. Mà đúng vậy mà. Đâu sai. Thả thôi. Lên nhẹ vậy con lấy cái giải nha các bạn. Lên kèo. Nhà của mày bằng mấy con hả quỷ kìa. Mình mới câu được có con mà mấy này mười mấy con các bạn. Đây đây anh em thấy chưa, nó bóng rồi đó. Đó đó đó. Nó bóng là dính trà rồi đó mày. Thằng này lấy nói xui nha. Dính. Ôi ôi. Trời ơi sao mà hoài vậy nè. Coi người ta cái cá dính nè các bạn. Đây các bạn, cá tại nhìn vậy chứ thôi nó đang nằm dưới mà tay mình không giật lên nha các bạn. Thôi bớt gái, bỏ nghề giùm cái. Gung gung gung, cá bự gung gung. Còn bự nữa. Tao nói mày nguyên con cá lóc nó nằm dưới mà tại tao không nghĩ ra thế. Biết luôn hả? Chứ sao? Đây là con có con mắt thứ ba dính trà nè. Không. Một con cá lóc khổng lồ. Ai mà mới chứ mồi này không bén à. Dính cái các bạn. Yeah, được chứ một con nữa. Mình nhìn con cá này mình thương Trần Tính quá các bạn. Cha mẹ nuôi nó lớn á, nó ăn tốn cơm tốn gạo mà câu cá dở quá các bạn ơi. Anh em cứ nói vậy tôi khóc là cái anh em giỏi tôi đó. Giỏi cho mày cái nịt á, mày lo câu của mày kìa. Đây 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 đây, cá bự cá bự cá bự. Ghi lên ghi lên. Cá bự. Chưa. Cá này bỏ thao bao ngon nha các bạn. Bao thơm chứ bao ngon gì mày. Ê thơm tao cho mày nè mày. Thôi 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 mày dụng đi mày ơi, đừng bỏ vô của tao xui lắm. Kinh chứ. Ném xuống. Mày gánh nó ghê, bịch vi lông nó dưới đè cả ngàn năm rồi mày đưa tao. Dính. Yeah. Dính con nữa. Ê. Sao do này mày dính nhéo câu ké chỗ tao nên mới dính phải không? Từ từ đi mày, cá tao ăn gì sao mà. Cá phi con. Đây mới vô. Ủa cái bọc đâu đây vậy? Ôi trả mày nè. Trả mày nè, cái đó là con tôm tặng mày. Trả mày nè mày ơi. Tính tặng mày mà mày dục qua đâu chi? Ủa sao mày không dục bánh, mày dục tao gì vậy? Đấy, câu ké là mới dính liền các bạn. Ơi trời ơi, nó im ga mà nó không thèm nghĩ luôn các bạn ơi. Hơi non. Bắt đầu tao mới làm chân chính của tao nè. Hai con mày nổi đi ghê Tính. Có đơn không mày? Tính ra nó câu đúng ngay luôn, và từ sáng giờ được hai con. Điếm giùm con đi chú An. Để em con. Đây coi coi. 19 con. Của Hòa Thượng nhiều con mà nhiều dữ ta.
5 đúng rồi, đâu rồi? 7, 9, 11, 13, 15, 19, 20, 23, 24 con rồi Hòa Tường ơi. Trời ơi, 24 con. Con Hảo Hán, Hảo Hán đếm chưa? 19 con cho em. Rồi 19 con các bạn. Đây Hảo Hán 19 con. Còn Hòa Thượng là 24 con. Để coi coi liệu ai là người thắng. Còn riêng bạn Tính rất là nhiều luôn các bạn, hai con. Sáng giờ câu mới được có hai con. Con cây dằn thao đỡ rồi mày ơi. Không phải không hên là mày không được con nào luôn á. Chuẩn bị thua đi Hảo ơi, để tao thắng là được rồi. Mệt quá anh em ra khác câu đi. 25 để con còn 5 con nữa. Và bây giờ là Hòa Thượng là 25 con. Còn riêng Hảo Hán là nhiêu Hảo Hán? 19 cơ à. 19, 25. Hay quá, con thứ 20 của Hảo Hán. Yeah, con chuẩn bị đồ kẹp quà chú ha. 20, 25. Để coi coi liệu tuyển thủ nào sẽ chiến thắng trong ngày hôm nay nha các bạn. Rinh về cho mình đó là 1 triệu đồng. Còn thắng chắc trong 30 con cá đầu tiên. Thắng chắc rồi đó. Còn bạn Tính còn tới 28 con đó nha các bạn. Hay quá Hòa Thượng ơi. Con tới 26 cho Hòa Thượng luôn. Nhanh Hảo Hán ơi. 26 em, quá trời cá khỏe luôn. Yeah. Ô, Hảo Hán lên cá tiếp theo, 21 con. Rồi giờ chú ngồi chú đếm cá cho mấy đứa luôn. 21, 26 nha các bạn. Còn bên kia vẫn là hai con. Hay quá. Một con tiếp theo cho Hòa Thượng. 27 con. Sao kỳ ra nó không nhấp luôn trời. Rồi, rồi 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 rồi, lên cá cho Hảo Hán đi kìa các bạn. Ô, con này to. Yeah. 20 mấy Hảo Hán? 22 chú ạ. Này 20 mấy rồi? Ta. Đúng rồi, đúng rồi. 22. Con này 20 mấy Hòa Thượng? 26. 27. 27 rồi, mới lên con 27. 27, 22. Các bạn hãy đón xem coi ai là người chiến thắng trong ngày hôm nay nha. Con. Đúng rồi. Con là người nhiều cá nhất hiện tại. Chắc chắn rồi, anh dạy vậy trước ạ. 20 con nhanh Hảo Hán ơi. Là mới dính được có 2 con. Ờ đúng rồi. Hảo Hán cho thủ nào chứ để Hòa Thượng hai gục Hảo Hán trong cái 20 mấy con cá của Hảo Hán đó nha. Cầu lên con rồi tao lấy giải về nha. Đó rồi, xong phiên đó Hòa Thượng con cá này rồi. Đó, nó. Thôi nhấp tụi bay không, nhấp tao rồi. Dứt. Xài thế rồi. Để coi coi liệu Hảo Hán với Hòa Thượng ai là người chiến thắng nha các bạn. Khá là nhiều cá luôn, hôm nay là một bữa chúng mánh cá với mấy em luôn. Ơi, hai người lên cùng một lúc, chưa ai dính. 27 con rồi các bạn. Hảo Hán 22 đúng không Hảo Hán? Dạ. Hảo Hán 22 con các bạn ơi. 22, 27. Ta chơi lại. Còn là nãy vậy quà thắng chặt. Ơi, hai mấy? Hòa Thượng con hai mấy rồi? 28 rồi, 28 con cho Hòa Thượng rồi nha các bạn. Mấy giờ đóng hai con tao bây giờ. Đây Hòa Thượng mang về cho mình thứ con số 28. Chết rồi. Còn Hảo Hán là con thứ 24. Ủa không tính gì? Đúng rồi, 24. Đúng rồi. Nó không nghỉ kìa. Cá nó không thương đâu. Rồi 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 rồi, chết cái Hòa Thượng rồi. Còn hai con cuối cùng nha các bạn. Liệu coi Hòa Thượng có chiến thắng được cái cuộc thi này hay không nha. Ơi, từ từ quá ơi. Đứng sát bên mà cá nó không nhấp. Hảo Hán còn 6 con đó nha các bạn. Còn riêng Hòa Thượng còn 2 con. Để coi coi liệu tuyển thủ nào sẽ mang cá về cho mình sớm nhất trong 30 con đầu tiên. Yeah. Con thứ 25 cho Hảo Hán. 15. Còn 5 em. Đang rút nhánh tỷ số nha. Để coi coi. Cũng rồi, quá lớn vậy mà câu dính được cá luôn rồi chứ. Tuyển thủ Hảo Hán. Ôi nó chụp Hảo Hán. Được không? Rồi. Hay quá. Con tiếp theo cho Hòa Thượng. 29 các bạn. Bạn Tính sao rồi? Rồi ngồi ngáp luôn rồi. Giác này mà còn chờ sung rụng hả? Chứ nó còn tinh thần đâu nó cao. Đúng rồi mày ơi. Tụi bay còn con cuối nữa mày ăn rồi. Mày ngồi đây tao chờ tụi bay thắng rồi chia tao á. Đây nha. Hòa Thượng lên con cuối cùng. Và còn Hào Hán thì còn lại là 5 con nha các bạn. Đây nè các bạn. Hảo Hán được 25 em. Yeah. Còn Hòa Thượng thì được mới có 29 con thôi. Còn thiếu một con nó mới đủ được 30 con trong ngày hôm nay nha. Với kết thúc được cuộc thi ngày hôm nay, đó là 30 con cá. Rồi bạn Tính hết mồi đó hả? Sao cá không dính mà hết mồi hoài Tính? Không biết nữa chú An ơi. Hôm nay đi câu cá coi quên cả ngày phải không? Đúng rồi. Không dính như trên mà được có 2 con nè. Tới giây phút cuối cùng người ta 30 con mà bạn Tính mất 2 con các bạn. Thì là chuyện khó hiểu nha. Ừ, con tiếp theo chào bạn là 20. 6. 26 con các bạn.
con thứ 26 cho Hậu Hán. Thuộc về đó chính là Hòa Thượng nha các bạn. Yeah. Rất là tuyệt vời luôn. 30 con cá cho Hòa Thượng ngày hôm nay. Còn đây Hảo Hán là 26 con các bạn, sắp xỉ 4 con nha. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa Hòa Thượng cũng là người chiến thắng đi Hòa Thượng ơi. Yeah. Rất là tuyệt vời. Còn riêng Bạn Tính không dám cho coi cá rồi các bạn. Cho chú coi coi. Thôi vậy chú ăn hai con bự nhất luôn á. Vâng, thôi cũng dù sao cũng cố gắng này nha, nhưng mà Bạn Tính chỉ mang về cho mình được hai con thôi các bạn. Hòa Thượng bưng cá lên. Và nhận giải thôi. Rồi đi lên. Cầu cả đất. Đây. Nắng mà thượng nổi nữa. Bạn Tính. Hai em. Bạn Thượng là 30 con nha các bạn. Còn Hảo Hán. 26. 26 con luôn. Rồi các bạn ơi, thì cuộc thi cũng đã hồi kết. Hồi kết ngày hôm nay đó là thử thách cho các em câu cá thì riêng Hòa Thượng là được 30 con. Dạ. Còn Hảo Hán là 26 con. 26 con các bạn. Còn bạn Tính thì khỏi coi luôn các bạn, hai con từ đầu nuôi. Thì hôm nay mình tuyên bố giải thưởng trong ngày hôm nay là người chiến thắng trong ngày hôm nay đó chính là Hòa Thượng nha các bạn. Yeah. Ok luôn, thì chúc trao giải thưởng cho Hòa Thượng là 1.000.000 đồng cho ngày hôm nay. Là người chiến thắng trong cuộc thi câu cá ngày hôm nay đó các bạn. Hay không? Rồi. Hòa Thượng thích, nói chung là trải nghiệm như thế nào Hòa Thượng? Vui chú An. Quá nhiều cá trong ngày hôm nay phải không? Dạ. Còn Bạn Tính sao? Cảm giác của mình sau khi cuộc thi? Đi chơi vui rồi chú An ơi, không lấy tiền đâu. Không lấy tiền đâu, ok đúng rồi. Thì còn Hảo Hán rất là tiếc nha các bạn, tại vì Hảo Hán không thể nào vượt qua được Hòa Thượng. Công nhận là Hòa Thượng câu hay Hảo Hán. Tới giây phút cuối cùng mà không thắng được Hòa Thượng. 25 con mà ý 26 con mà chưa dí theo kèo Hòa Thượng. Đúng rồi, có 4 con đó thôi mà Hòa Thượng đã chiến thắng. Thì chúc chúc mừng Hòa Thượng nha. Dạ. Thì thôi cho chú cháu mình cũng xin kết thúc video ở đây luôn nha các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy để lại chú cháu mình xin một like, một share, đăng ký kênh ủng hộ chú cháu mình nha các bạn. Chúc các bạn ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.